Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 728 Kinh Chư Pháp Tập Yếu. Tác giả Tôn Giả Quán Vô Úy. Hán dịch đời Tống Sa Môn Nhật Xứng. Quyển 1 phẩm 1. Diệt trừ phiền não. Cúi lạy đấng tối tôn ba cõi, an lành do cấu sạch các lậu, phàm phu chìm đắm trong mê hoặc, nguyện đức từ bi cứu giúp cho. Nơi chánh pháp niệm xứ, biển kinh điển rộng lớn, gom thành kệ tụng này làm mắt sáng thế gian. Hãy phát sinh tịnh tính, tinh tấn chớ buông lung, quay lưng với sáu trần, tu tập trí vi diệu, thích bố thí trì giới, nhẫn nhục và thiền định, làm lợi lạc chúng sinh bằng bốn tâm vô lượng. Kẻ buông lung tán loạn, sinh bạo ác tà kiến, thường nói lời hư dối, sẽ đọa vào địa ngục. Kẻ ganh ghét keo kiệt, không làm các pháp lành, thích gây hại chúng sinh, ác đọa làm ngạ quỷ. Kẻ phá hoại chánh pháp, ngu si đầy tham dục, ham ăn uống ngủ nghỉ, sẽ đọa làm súc sinh. Ba căn thân miệng ý, tạo các nghiệp bất thiện, bị nghiệp lực ràng buộc mỗi ngày một tăng trưởng. Phàm phu ngu muội ấy, luân hồi mãi không ngừng, người trí khéo tu tập sẽ được vui tịch tỉnh. Thấu rõ nghiệp quả ấy, không buông lung phóng đảng, dùng trí tuệ xét chọn, thiện này không gì hơn. Thường thích hạnh bố thí, kiên tâm trì tịnh giới, thương yêu loài hữu tình để thành tựu các nguyện. Tương ơn với từ bi, không mong cầu đền đáp, dạy dỗ cho mọi người nhất định sẽ thành tựu. Giải thoát khỏi tham sân, biết đủ lìa tội lỗi, thương yêu các chúng sinh nhất định sẽ thành tựu. Tâm bình đẳng chánh trực, không nghĩ oán hay thân, vĩnh viễn vượt cõi ác, nhất định sẽ thành tựu. Đầy đủ các oai nghi, bình đẳng thuyết pháp giỏi, lìa tội lỗi tham ganh, nhất định sẽ thành tựu. Thích phụng sự sư trưởng, giữ giới tu thiền định, hiểu rõ tướng tội phước, nhất định sẽ thành tựu. Dũng mãnh lại tinh tấn, thiền tọa đọc tụng kinh, á ngữ không vua nịnh, nhất định sẽ thành tựu. Ở đâu và lúc nào, làm việc hay dừng nghỉ, biết rõ các phương pháp, nhất định sẽ thành tựu. Không giận điều phục sân, nhẫn nhục trừ bạo ác, chánh pháp bỏ phi pháp, sáng suốt trừ tối tâm, chân thật dẹp hư dối, chánh trực không hai lưỡi, thương yêu trừ chê trách, không buộc vợ trói buộc. Tâm từ ngăn sát hại, bố thí diệt tham keo, dùng thiện tình đối trị, hiểu biết không đúng lý. Lấy tri phá vô minh, vô thường trừ chấp thường, như trăng khuyết trời chiều. Giờ đổi vốn như vậy, hãy khéo léo suy xét, quán xét lìa tà dục, tám thánh đạo là nhân, vượt qua các đường ác. Trụ bốn vô sở ý, hàng phục mọi kinh sợ, chánh niệm trừ vọng niệm, thắng trí diệt tà trí. Thích sống nơi nhàn tịnh, đạm bạc dứt tham dục, cũng như trong các núi, núi tu di cao nhất, như biển rộng lại sâu, sinh ra các châu báu, như mặt trời sáng rực, che khuất ánh sáng khác. Không sinh dừng tái sinh, như lửa đốt cây khô, lại như thức ăn ngon, trừ được bệnh đói khát, như sư tử tới lui, hàng phục các loài thú, biết đủ dứt tham cầu, không sợ cũng như vậy. Điệt đời khen nhân từ, bỏ mọi sự khinh chê, tinh tấn trừ tất cả, biến nhát và ngu si. Có những kẻ bạo ác, lại hủy bán phi lý, người trí dùng lợi thật, an ổn trừ diệt hết. Chư thiên thắng tu la do kính tinh chánh pháp, Phật xuất hiện ở đời, hàng phục các ngoại đạo. Phẩm 2 thuyết pháp. Người nào khéo thuyết pháp, khiến bao người tỏ ngộ, người ấy là đạo sư, để đến nơi an ổn. Chỉ đường chánh bồ đề, mọi người đều hướng đến, trừ hãng si kết phược, trong đường hiển sinh tử. Pháp này không gì hơn, chẳng phải người đời nói. Người nghe được pháp này, vượt qua các biển hữu. Những người có trí tuệ, nên khuyên tu pháp này, có bốn thứ ruộng phước, sinh ra các quả lành. Ai phụng trì pháp Phật, được đầy đủ các căn, không sinh tâm tham ái, về sau chẳng hối hận. Người tìm cầu đắm vướng, năm thứ dục thế gian, đắm đuối vợ và con, sẽ đọa vào đường ác. Suy nghĩ không chân chánh, cho nhóm các tội lỗi, đều do chính tâm mình, bị vọng tưởng trói buộc. Tâm này khó điều phục, bám víu theo cảnh dục, người nào khéo chế ngự, được an ổn mát mẻ. Tâm này như ngựa dữ, dùng chánh pháp chế phục, nghe rồi nên ghi nhớ, thường suy nghĩ quán sát. Người nào nghe chánh pháp, hiểu rõ được tất cả, pháp sinh các căn lành, xa lìa những tội lỗi. Nhận nghe được chánh pháp, tâm tịnh không câu, không nhơ uế, vui mừng khôn xiết kể, trí tuệ càng tăng trưởng. Nhận nghe được chánh pháp, không tạo các tội lỗi, biết nghiệp quả chắc thật, sẽ đạt đạo Bồ Đề. Nhờ nghe được chánh pháp, biết công đức chân chư Phật, pháp là nhân giải thoát, là trí tuệ chân thật. Nhờ nghe được chánh pháp, biết pháp tướng thường trụ, vì thế hãy nhất tâm siêng tu tất cả sự. Nhờ nghe được chánh pháp, vượt qua biển luân hồi, dứt trừ những tham ái, chứng được cảnh niết bàn. Nhờ nghe được chánh pháp, biết các tướng sinh diệt, đầy đủ bốn nhân duyên, nên tên hiểu rõ ràng. Nhờ nghe được chánh pháp, biết rõ uẩn xứ giới, tương ứng với sinh diệt, dùng chánh trí hiểu rõ. Chúng là ba tai họa, nguồn gốc của luân hồi. Thích nghe nhiều chánh pháp, sẽ đoạn trừ hết. Những người thích nghe nhiều, ở đời không ai hơn. Giới pháp động bất động, nghiên cứu tận cội nguồn. Người này khi lâm chung, không lo rầu cánh sợ, khéo liệu đạt chánh pháp, không sinh trốn khổ đau. Dùng ngọn lửa chánh trí, tiêu đốt của não phiền. Nhờ ham thích nghe nhiều, không chịu khổ đời sau. Gần gũi bậc đa văn, sẽ được vui an ổn. Lìa buông lung khổ não, là nguồn gốc thiện căn. Phụng sự bậc kỳ đức, thích nghe giảng chánh pháp, thoát khỏi nhân già chết, đạt đến nơi chân đế. Điều đạt tất cả pháp, giải thoát mọi chướng nhiễm, phát huy tâm Bồ Đề, đa văn là hơn hết. Thường gần bậc đa văn, thích tu tập chánh tuệ, hãy cung kính tôn trọng bằng cả thân miệng ý. Những người thích nghe nhiều, khéo trụ trong chánh pháp, kiên tâm siêng tu tập, vượt khỏi biển bá cõi. Người có được đa văn, đầy đủ mọi của báu, kẻ vô văn tuy giàu, vô si cùng nghèo khó. Người không có pháp tài, sẽ liền bậc mô phạm, vốn thay được thân người, luôn lo buồn thẹn thùng. Ai gần thầy bạn ác, sên biến nhát buông lung, khác nào quăng hạt giống vào ruộng đất khô cằn. Đa văn đủ pháp nhãn, tuy mù vẫn biết sáng, không mắt không nghe nhiều, là kẻ thật ngu si, sẽ liền các chánh pháp, nương tựa những phi pháp, như bỏ thầy thuốc giỏi mà mong bệnh chống lành. Các pháp không lường được, học nhiều mới ngộ nhập, từng giọt mưa nhiều cơn, dần dần thành dòng thác. Biển luân hồi vô thủy, phát khởi tâm Bồ Đề, đến đạo tràng Kim Cang, thành quả Phật cũng vậy. Tịnh tâm giữ chánh pháp, không đắm chấp các thiền, không bị cảnh lôi kéo, chắc chắn được an ổn. Người trí gần bậc trí, xa bỏ kẻ ngu si, dùng trí đức sửa mình, người này thật khó có. Cầu pháp với tín tâm, được xin nơi thù thắng, để đọa trong hiểm nạn, cho thiên sẽ cứu hộ. Đèn sáng nơi tối tăm, thầy hay của người bệnh, báu vật của kẻ nghèo, mắt sáng của người đuôi, là thuyền bè phẫn chải trên dòng thác thế gian. Kẻ kiêu ngạo buông lung, nhất định tự gây hại. Cái đức Phật dạy thế, nên tinh thọ đầy đủ, để chánh trí hiện tiền, tu tập không mỏi mệt. Phẩm 3. Nhàm chán, lợi dưỡng cùng tiếng khen, ăn uống và đồ nằm, không có chút mong cầu, chúng làm gì ta được. Thân này thật đáng ghét, gây hại như kẻ thù, tạo tác mọi tội lỗi, thường thích phi phạm hạnh. Lại nữa sắc thân này là chỗ các bệnh nương, tràn đầy đồ bất tịnh, vật tội ác khôn lường. Thân và tâm chung sống, chẳng hiểu biết xét suy, phút chốc đã lìa đời, sắc xấu thật đáng sợ. Ba duyên thọ noãn tức, cùng lúc đã ra đi, như cây khô vô tri, thân rã nước dơi rỉ. Kẻ ngu lúc tráng kiện, mê loạn kiêu ngạo nhiều, biến đổi từng giây lát, bất chợt đã già suy. Ỷ giàu nên sa đọa, tạo ra mọi nghiệp ác, kẻ này khi lâm chung, chịu cực khổ bất não. Người không thích chánh pháp, kẻ nào khác nào kẻ phi nhân, quay lưng thành niết bàn. Đừng ở nơi tà đạo, tu tập mọi phước báo, nhờ đó sinh cõi người, hãy chèo thuyền trí tuệ, vượt hẳn biển ba cõi. Thân này như ánh chớp, tựa thành càng thác bà, có sao lại vui giận với những người xung quanh. Thân này không bền chắc, thay đổi từng sát na. Tâm này luôn vô nịnh, sao khỏi sợ già chết. Thân thành ấp bệnh tật, là nhà vườn ưu não, là như những ruộng đất, mọc cây thiện bất thiện. Người trang nghiêm thân mình, bằng thế giới từ trí, chỉ nhân duyên tốt ấy, bền vững chắc chắn nhất. Lại nữa thân xác này là chỗ các cõi nương, những ai khéo giác ngộ, sớm đạt được giải thoát, hiểu rõ bản thân mình, hư giả cố phân biệt. Kẻ hao thích thân người, ngu si không giải thoát. Bên ngoài đủ vật báu, nhưng trong không tịch tỉnh, hiểu rõ thân này, thoát khỏi mọi ưu sầu. Do dự giặt của cải nên khổ não thêm nhiều, lo sợ liền sinh tham, lạ giặt quan nước lửa, xa lìa của phi pháp, không có các chướng ngại, vứt bỏ được an lạc. Giữ lấy tự gây lỗi, hãy thấu rõ như thật, tướng uẩn giới ta người, tu định trì kinh điển, đốt sạch núi não phiền, vì vậy người có trí. Khéo quán xét thân mình, hiểu rõ tánh giới nó, là bậc được giải thoát. Phẩm 4. Xa lìa bất thiện. Kẻ luôn luôn khát ái năm thứ dục thế gian, do đó tâm loạn động, điều ác theo đó tăng. Thấy sắc thân người nữ, tham đắm không hề quên, chẳng hiểu nó vô thường, điều ác theo đó tăng. Do lòng tham si đó nên sinh tử thêm nhiều, phàm phu không hiểu biết, điều ác theo đó tăng. Kẻ ham thích buông lung, thỏa mãn chẳng lâu dài, không chánh trí suy xét, điều ác theo đó tăng. Tham lam không biết đủ, xa xỉ cho thân mình, sinh trạo cử vô tàm, điều ác theo đó tăng. Thường bị sáu trần cấu và năm dục kéo lôi, chẳng hiểu rõ ba đời, điều ác theo đó tăng. Tham đắm những người thân, không biết là hoại diệt, quyến luyến sinh tâm giận, điều ác theo đó tăng. Xưa đam mê cảnh dục nên gây hoại đời sau, vì tâm không tịch tỉnh, điều ác theo đó tăng. Thọ hưởng vui giàu có, ân ái chợt xa lìa, không xét nhân khổ trước, điều ác theo đó tăng. Bị dục nhiễm mê loạn, như cá chui vào lưới, trói buộc không tự thoát, điều ác theo đó tăng. Ngu phu thường tham đắm, không biết lỗi dục vọng, bị ngu si mê loạn, điều ác theo đó tăng. Nuôi nhiều người yêu mến, ra đi chỉ một mình, bị lưỡi nghiệp ràng buộc, điều ác theo đó tăng. Mê mờ nơi chánh đạo, không biết vượt ba cõi, chẳng hộ trì các căn, điều ác theo đó tăng. Có giới mà không giữ, thích gây điều tổn não, phá hoại trong chánh pháp, điều ác theo đó tăng. Với tội phước giảm tăng, nghe qua như câm điếc, tự trẻ ngu chơi đùa, điều ác theo đó tăng. Bỏ vườn rừng vắng lặng, trôi dạt nơi thắng cảnh, ham thích vui chơi mãi, điều ác theo đó tăng. Rời hang hốc thanh tịnh, đến cung điện ao sen, do thâm đắm dục lạc, điều ác theo đó tăng. Tuy thích ăn uống ngon, không ai đức sáng suốt, tạo nghiệp duyên phi pháp, điều ác theo đó tăng. Kẻ ngu si như thế, không hề có giác tri, bị gió nghiệp thổi bay, luân hồi trong ba cõi, hoặc sinh nơi tốt đẹp, buông lung nên đọa lạc, do biến nhát si mê, không đoạn trừ tội lỗi. Ai trừ bỏ năm dục, được an ổn tối thượng, như chư Phật thánh nhân, không tham, không ưu não, suốt đêm thường tu tập, giải thoát những nhiễm ô, đạt an vui tịch tỉnh, bậc Mâu Ni tối tôn. Kẻ ham thích năm dục, đọa trong các đường ác, không có công năng nào, đành chịu các báo khổ. Vì vậy người có trí, không đắm đuối dục lạc, chúng là nhân luân hồi, nhất định chịu đau khổ. Ở núi báu cõi trời, vườn đường ao sạch đẹp, do vui chơi, nhiễm đắm, nên phải bị đọa lạc. Cây báu ở cõi trời, bao quanh dòng suối mát, vì nhân duyên tham dục, nên phải bị đọa lạc. Cung điện báu cõi trời, thơm sạch thật đáng yêu, phá giới làm việc ác, nên phải đọa địa ngục. Đọc lại nên phải bị đọa lạc. Âm nhạc hay cõi trời, nghe qua đều thích ý, vì tham chấp biến nhát nên phải bị đọa lạc. Nếu với tâm đắm vướng, luôn nghĩ đến cảnh dục, không chánh trí tư duy, làm sao được an ổn. Như trẻ thơ không trí, sao tu tạo phước đức, sau khi bị đọa lạc, tự chịu nghiệp báo kia. Kẻ tạo nghiệp bất thiện, làm không được quả vui, nhân ấy thật chẳng hợp. Ngu phu tâm vọng cầu, không siêng năng tu tập, thế giới và chánh tuệ, kẻ ngu si tham dục, bị thần chết lôi đi, thiếu trí làm nghiệp quả, thường tạo các tội lỗi, kẻ ngu si tham dục, bị thần chết lôi đi. Bị lửa tham tiêu đốt, không biết khổ luân hồi, kẻ ngu si tham dục, bị thần chết lôi đi. Do tiếng chuông ái tình, sinh khổ não biệt ly, kẻ ngu ngay khi ấy, bị thần chết lôi đi. Không lo sợ luân hồi, tâm chạy theo cảnh sắc, kẻ ngu si tham dục, bị thần chết lôi đi. Sống lo sợ bệnh nạn, nhưng không hề chán xa, kẻ ngu si tham dục, bị thần chết lôi đi. Bị thầy bạn xấu ác, dắt vào đường luân hồi. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, tâm suy xét sằng bậy trái với lý chân chánh. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, tự làm việc phi pháp tạo lo sợ sinh tử. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, thường nói lời ô nhiễm, tâm nào biết tội phước. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, do tập khí tham ái không thích pháp chân thật. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, cầu khoái lạc cho mình, gây tổn hại chánh pháp. Kẻ ngu si tham dục bị thần chết lôi đi, hãy nhất tâm chuyên chú tu trì các nghiệp tịnh, trừ bỏ nghiệp bất thiện, là người có trí tuệ. Chư thiên tham thiên lạc, không thích tu thế giới thường sinh tâm phóng dật, nhất định sẽ đọa lạc. Con núi báu cõi trời, trang sức các châu báu, lưu ly làm đỉnh núi, sánh ngang ngọn tu di. Trời nào sinh ở đó, hiện sống sau khi chết. Nếu sinh tâm phóng dật, bị trôi sẽ bị trôi lăn mãi. Có đất thật sạch đẹp, rừng cây lùa gió mát, nếu sinh tâm phóng dật sẽ bị trôi lăn mãi. Có ao sen thùa thắng, cánh vàng cộng lưu ly, nếu sinh tâm phóng dật sẽ bị trôi lăn mãi. Nơi sông nước hữu tình, chim quý đều bay đến, nếu sinh tâm phóng dật sẽ bị trôi lăn mãi. Xe cộ quý tốt đẹp, lầu gác thật nguy nga, nếu sinh tâm phóng dật sẽ bị trôi lăn mãi. Tướng trạng luân hồi ấy đều do mê cảnh dục, có sao người có trí không sinh tâm chán bỏ. Thích làm việc phóng dật, sinh tử càng thêm nhiều, không xa lìa năm dục sẽ chịu khổ não lớn. Đồ tể trói xúc dật, không để chúng chạy thoát, bà con buộc thân mình làm sao giải thoát được. Lại nữa thiên chúng ấy luôn thích những dục lạc, không biết nhân sinh diệt, chẳng khác kẻ ngu si. Các chúng sinh như vậy bị buông lung lôi kéo, càng tăng trưởng ngu si, đến chết không tỉnh ngộ. Tâm luôn tạo nghiệp ác, bị thân chết hàng phục, để dục càng tiêu đốt, thêm hối hận sau này. Thích làm việc phi pháp, chắc chắn đọa luân hồi. Cái ấy lúc lâm chung, lo sợ không người cứu, không khéo chọn pháp lành. Luôn thích nơi hoang lạc, phút chốc đã xa rời, phải chịu khổ biệt ly. Ngày đêm giảm thọ mạng, trong khoảnh khắc sát na, thần chết đã gần kề, nên biết không tránh được. Người trí thấy sinh diệt, than thở lại buồn thương, bỏ ngu si phóng dật, lìa cấu được thân tịnh. Xét tướng diệt ta người, sao mặt tình tạo ác, tâm rời bỏ tội lỗi, sẽ được vui tịch tịnh. Không phóng dật hơn hết là lời Như Lai dạy, người hiểu được vô thường, trừ bỏ mọi bất thiện. Phẩm 5 Vô thường phần 1. Hoang lạc đến mức nào, tất cả đều vô thường. Ai sinh tâm yêu thích nên biết mà xả bỏ. Thân chết thật đáng sợ, nhanh chóng khó đề phòng, hoặc đang lúc vui đùa bất chợt ra đi mãi. Pháp diệt bình đẳng này có mặt khắp mọi nơi, ai không hiểu được chúng chính thật kẻ ngu si. Tráng kiện hay già suy, nghèo khổ hoặc giàu sang, tại gia và xuất gia, bị thân chết quản thúc. Ai vui hay khổ não, có đức hoặc không đức, tịnh hạnh phi tịnh hạnh, bị thần chết quản thúc. Trì giới hay phá giới, bậc trí kẻ ngu si, tối tôn hay hèn hạ, bị thần chết quản thúc. Cõi trời và địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh, tịnh trí hay mê muội, bị thần chết quản thúc. Những người sinh cõi dục hoặc sống ở cõi sắc, cõi vô sắc cũng thế, bị thần chết quản thúc. Thân này bị già bệnh như gậy đánh dây buộc, thần chết sức rất mạnh, không thương xót một ai. Trong các sự kinh sợ, sợ chết hiểm ác nhất, chư thiên vì si mù, cười đùa trước cái chết. Trên trời hết tuổi thọ, vui dứt chịu khổ não, hoặc đọa trong địa ngục, thọ vô lượng khổ đau. Hưởng hoang lạc cõi trời, vui hết sinh lo khổ, như thức ăn lẫn độc, vì vậy nên xả bỏ. Lúc phước trời sắp hết, bà con đều lánh xa, khi phải bị đọa lạc, khổ ấy không gì bằng. Vì phước đức tổn giảm, như dầu hết đèn tắt. Khi kẻ ấy khi lâm chung, chỉ thêm sự khổ não, bị ái dục trói buộc, lo sợ tâm cuồng loạn, lưỡi cứng thân co giật, người ấy sợ đọa lạc, thường tâm đắm dục lạc, bị dục vọng lừa dối, hoặc có lúc xa lìa nhưng lại sinh khổ não. Khổ đọa lạc cõi trời còn nhẹ hơn địa ngục, trong 16 phần khổ chẳng sánh được một phần. Chư thiên hết lo sợ, loài người hết khổ đau. Thế vậy không nhàm chán, chịu thêm lửa luân hồi do tham vui mất mát, nên biết đời vô thường. Ai giác ngộ nhân này, tâm hãy tạo nghiệp thiện, cao ác bị rơi rớt. Thế gian đều hoại diệt, hội hợp có chia ly, chết là cuối đường sống. Các pháp đều vô thường, sinh diệt luôn thay đổi, có sinh mà không diệt, chẳng thấy trong ba cõi. Hoặc sinh trong loài khác, hoặc chết ở trong thai, hoặc luân hồi qua lại, hoặc tạo tác nghiệp dục. Như thấy ánh mặt trời đã mọc rồi phải lặn, tất cả loài có sinh diệt đã kề trước mặt. Ngu phu không hiểu biết, khóa lạc sinh liền diệt, chẳng tìm cách thoát ra, sau ắt phải chịu chết. Muốn tìm vui vĩnh viễn nên siêng tu pháp lành, tùy thuận hành chánh pháp, là người có trí tuệ. Vô thường nào cố định, đời sau khổ thêm nhiều, Phật giảng nhân luân hồi, chỉ đây là chân thật. Các pháp đã sinh khởi, luôn luôn bị hư diệt. Chư thiên vì tham dục nên kiêu ngạo thêm nhiều, là nữa chư thiên ấy khi chết chịu khổ đau, ngoài khổ của địa ngục, khổ khác không thể bằng. Vì bám chặt năm dục, không biết tự ngăn dần, kẻ ngu si như thế làm sao khỏi già chết. Bị lưu chuyện sinh diệt, ức số không thể lường, không sinh tâm xa lìa, cái bị tự lừa dối. Ở cao ác bị nguy, giàu sang sẽ nghèo thiếu, ân ái phải chia lìa, sống là phải chịu chết. Sinh ra rồi lớn lên, sức mạnh sắc không dần, phút chốc bị vô thường, tánh câu sinh như thế. Có phước không biết giữ, bị cảnh giới trói buộc, do tham ái si mê, lâm chung ai cứu được. Là có núi ngọc quý, trang sức được đầy đủ, các thứ hoa sen đẹp, rừng cây thật đáng yêu, nhiều ao hồ nước mát, chim đẹp thường tới lui, những loài hoa quý giá, trang sức các vật báu. Cung điện thật nguy nga, đều làm bằng châu ngọc, rừng cây phát sắc vàng, lá trổ màu lưu ly, cây ni câu lục đà, sắc bạc xen lẫn giữa, hoa sen đều nở rộ, ong bướm rộn như nhạc. Có an lạc quý giá, tốt đẹp không gì hơn. Người đời trước tu tập được quả báo như ý, chư thiên tham dục lạc, không biết chúng vô thường. Như thành cạn thác bạc, như bọt nước bong bóng, ái dục như lửa rực, gần nó ác sẽ ác bị thiêu. Do đó mà mạng chung, trôi nổi trong biển hữu, thọ dụng không nhàm chán, khoan lạc của năm dục, khi chết bị chúng thiêu, chư thiên đều xa lắm. Đa dục không tàm quý, là loại hèn hạ nhất, chư thiên vì mê tối, tự mê mới hại được. Trời người hoặc tu la, già xoa rồng các thần, bị lưới chết trói buộc, không một ai cứu thoát. Cho đến cả ba cõi đều bị thân chết buộc, do bám chặt tham si, làm sao được giải thoát. Chư thiên vì tham lạc, chịu trăm ngàn khổ lo, cảnh giới như củi khô, thần chết dược lửa dữ. Thấy kẻ khác bị chết, cớ sao ta không hiểu, bệnh khổ lúc lâm chung, từ chịu nghiệp quả ấy, buông lung tâm nhiễm đắm, tham đắm cảnh giới dục, không hiểu chúng vô thường, tánh câu sinh như thế. Nhưng ai thích phóng dật, thường mong cầu dục lạc, chẳng khác gì độc dược, bị quân chết đuổi theo. Không chú thuật thuốc hay, hoặc tu la sức mạnh, bị lưới chết trói buộc, không ai cứu được cả. Bị bụi tham che mắt, hoàn toàn không hiểu biết, chúng sinh tham dục lạc, chết là đường phải về. Kẻ ham thích dục lạc, tìm kiếm những vui thích, chẳng sinh tâm nhàm chán, ta còn với thời chết. Sở giả si diêm ma kia, sức mạnh không ai bằng, tích tắc hiện trước mặt, chịu nhiều sự lo sợ, sợ lo. Bỏ núi báu cõi trời, cảnh rừng trốn thù thắng, từ cõi trời đọa lạc, theo nghiệp chịu quả báo. Tham đắm việc vui chơi, hưởng dục không nhàm chán, các ái si mê, đọa lạc không thể cứu. Như trông thấy khói tỏa, biết chắc lửa rất gần, tướng già suy hiện hiện, nhất định chịu chết thôi. Có sinh ác có diệt, không bệnh được khả năng, tuổi già lẫn khỏe mạnh, tráng kiện phải già suy. Ân ái có chia lìa, hòa hợp không tồn mãi, các pháp vốn vô thường, chánh giác đã dạy thế. Pháp sinh diệt ta người, hai thứ thường thay đổi, diệt rồi lại sinh ra, quyết định rõ như thế. Kẻ ngu si ít phước, phút chốc đã hoại diệt, vì thế bậc chánh sĩ mau tu pháp điều ngự. Tuổi trẻ chẳng dừng lâu, tuổi thọ cũng sẽ diệt. Hãy bỏ tâm phóng dật, tu đầy đủ pháp lành. Chư thiên người đủ trí, ngộ sinh diệt sát na. Xin tu các nghiệp thiện, sẽ chứng được chánh đế. Lại có lầu ghét đẹp, lá xum xoe che mát. Da leo mọc hoa lạ, thơm phất khắp mọi nơi. Có lầu ghét nguy nga, trang sức bằng vật quý. Sông vàng suối trong mát, thềm than chen cho sen cho báu. Đều do nghiệp thiện được, rốt cuộc chẳng dừng lâu. Dù như núi Tu Di, kiếp tận cũng tán hoại. Lại nữa các vị trời, sinh kiêu ngạo phóng dật, không nghĩ đến vô thường, phút chốc bị đọa lạc. Hiểu tin ở cõi trời, đuổi năm dục tự tại, hưởng nhiều các dục lạc, sẽ chìm trong đường ác. Thân căn và ý thức, bức bách mãi không ngừng, đầy khổ não gian nan, không thể hạn lường được. Ý mình dịu bà con, nên nghĩ là thường còn, cho đến lúc lâm chung, chịu khổ đau ly tán. Kẻ hầu hạ nô bộc, cùng lúc đều bỏ đi, vì si mê càng nặng, đến chết không biết gì. Vì trời ấy sắp chết, căn thức chịu khổ đau. Thế sự đọa lạc này, ta và người không khác. Ba cõi là hư giả, các pháp đều hữu vi. Xoay chuyển như xe lăn, chẳng bền như bọt nước. Thân này như bọt nước, tham y phục ngoại cồ. Tâm lại như xe lăn, thích hòa hợp thay đổi. Trời phi nhân dạ xoa, tu la ca lâu la. Chỉ ai tạo nghiệp lành mới thoát khỏi thần chấp. Cho đến đời vị lai, chớ chóc thật đáng sợ. Ai không tu nhân lành, sau ăn năn vô ích. Cảnh giới hạ liệt này sinh ra nhiều dục lạc, do vô trí ngu si không biết lường thọ mạng. Cái gì là bà con, cái gì là dục lạc, tướng hư diệt trước mắt chư thiên, không chỗ nương, rồi bỏ nơi tốt đẹp, rừng cây hoa trang nghiêm, bị thần chết lôi kéo theo nghiệp mà đi mãi, như nước vọt hư không, rồi cũng rơi tung tóe. Hồi hộp ắt chia lìa, tự luân hồi lưu chuyển. Cũng như tiết xuân sang, mọi hoa đều nở rộ. Giờ thời giờ trôi nhanh quá, có người trường tồn sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.